Xin, xin chào các bạn. Hôm nay đây Inax tung tất chúng tôi uh, xin giới thiệu các bạn một cái mẫu vòi sen tắm nóng lạnh của Inax. Uh, đây là một cái mẫu vòi uh, sen mang cái mã hiệu là BFV8000F-5C. Uh, đối với cái dòng sen tắm nóng lạnh bfv 8000 trừ 5 c này là cái dòng uh, với thiết kế uh, tay sen có công nghệ Go Full Shower đến từ thương hiệu Inax. Và cái uh, tay sen uh, 5C này là mẫu tay sen À, được thiết kế với uh, cái uh, nhỏ gọn và tiện dụng và đặc biệt đó là cái dòng dây sen này nó có cái uh, cần gạt để chúng ta phải điều chỉnh được uh, cái uh, tia nước của sen tắm và mẫu bf năm trừ tám s trừ đôi sen này là một cái uh, chất liệu được làm bằng đồng thau mạ rolexen còn tay sen thì chất liệu được làm bằng nhựa mạo ro À, nhìn rất là sáng bóng và sang trọng và sản phẩm này thì nó có cái tay vặn vòi tiết kiệm nước và vòi nước ít và đặc biệt là bên dưới cái đầu vòi nó có trang bị một cái lớp tạo bọt để giúp cho à, tiên nước nó bắn ra được mạnh hơn và tạo ra bọt à, giúp massage em dịu hơn và sản phẩm này thì nó cũng có một cái thiết kế một cái à, à, địa sứ ở bên trong do giúp à, cái cần gạt rất là êm ái và mềm mại và hiện tại thì cái mẫu sen tắm BFV trừ 8000S trừ 8 xe này thì đang được bán tại lý Đắp, Tuấn Đức. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này có thể liên hệ vào số hotline hoặc là truy cập website xa tdm.vn là khai dịch tuyến. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À, xin chào và hẹn gặp lại.